tiên là mình nướng củ hành trước. Gừng. Củ hành với gừng là mình phải nướng nha. Cho vào nước nó thơm và nó mới không có mùi hăng của gừng nha. Hành cũng vậy luôn. Nướng thì mình nên lột cái lớp vỏ ngoài đi để nó cháy cái lớp vỏ ngoài nó bay tàn đầy nhà hết. Rồi, hành gừng nướng xong thì mình lấy ra mình nướng tiếp. Miếng quế. Ít thôi nha cả nhà. Hai miếng hồi. Hai trái bông hoa hồi nè. Nướng một gang cũng được nha. Rồi cái hành tây, gừng, hồi, quế mình rửa sạch xong mình cạo vỏ gừng rồi sạch sẽ cho mình đập dập. Rồi giờ mình bỏ vô cái gọi này nha, mình để vô đây, vô nước. Đây mình có một bó sả nữa, mình cho sả vô luôn nha cả nhà. Mình nấu bún bò là phải có nhiều. Vậy để nó khử được cái mùi bò nha. Rồi lúc nước còn đang chưa còn lạnh là mình xếp xương vô ngay. Cái xương này thì mình đã trần qua nước sôi nha cả nhà. Trần qua nước sôi cho nó hết hôi với lại nó hết cái máu rồi nó hết sạch sẽ hết rồi nha. Nấu cái món này thì ở nhà mình nên lựa nhiều loại xương hơn, xương giá nè, xương sống nè, nhiều loại xương cho nó ngọt và thơm nước nha. Mỗi loại xương nó có cái hương vị khác nhau. Hôm nay mình sẽ nấu bún bò xí quách với lại tái thôi nha cả nhà. Mình muốn nước ngọt thanh hơn thì mình cho một lá đường phèn nè. Đây đường phèn thì nó không có ngọt như đường kia đâu nha. Mà nó thanh rất là ngon nha. Nửa quả mục ngọt. Mình cho gia vị vô để hầm cho cái xương nó ngọt nó thơm hơn. Không thể thiếu một giá nước mắm. Nước mắm mình cho trước luôn nha. Cho nó thơm nha. Rồi khi mình hầm xương xong mình vớt xương ra rồi thì để cho một lượng mắm ruốc vô nha cả nhà. Bún bò quế, bún bò thì không thể nào thiếu được mắm ruốc. Mắm ruốc thì mình cho cái gây, mình gây cái cho cái bã nó sát cái cát có gì không nha. Thì mình bỏ nha. Rồi những cái cặn của nó, cái xác của nó mình bỏ đi. Rồi bây giờ mình tiến hành nêm nếm lại nha. Được, bắt đầu là mình trụng bún rồi mình ăn thôi. Rồi bây giờ thịt bò tái mình đã trụng rồi, giờ mình cho nước súp vô nha cả nhà. Cho tí hành hành tây, hành lá cọ găm vô cho nó thơm. Ăn món này mà thiếu hành tây rau găm là không phải ra được món bún bò đâu. Rồi mời cả nhà ăn bún bò nha. Đã hoàn thành món bún bò tái xíu quách. Hello, chào cả nhà. Mời cả nhà ăn bún bò nha. Bún bò mình cho dắt đi tắt hay chanh gì vô nữa cho nó thơm nha, ăn cho nó ngon. Xí quách vào đây. Thì còn muốn nhỉ. Đặc biệt bún bò là không thể nào thiếu quế với lại canh giới. Canh giới là cái loại rau nó để cho bún bò nó thơm ngon nhất. Người nào ăn được thì ăn rất là ngon. Rồi, mời cả nhà nha. Làm tí xíu quách càng nước mắm sả tế rồi, nước mắm cho tí sả tế đi luôn. Mà cái nhà